mới mưa xong. Nướng gì anh? Ủa, sao vậy? Nướng gì á? Nướng gì mà nướng này, đốt than để xong bằng bà đẻ không thần ơi. Ai đẻ giờ này? Hả? Ai đẻ? Thì con chép nhà tôi nó mới đẻ. Trời đất ơi. Chứ con nghĩ cho ông nướng than làm gì? Trời ơi. Chép nó mới sinh con. Chép BD hả? Chép BD mà nó có nó cũng đực. Đực. Và nó sanh con ra ra tôi ấy đốt lửa để xong cho nó. Sao nè. Chừng lại Việt Nam để em đi quay đăng lên truyền hình anh Khải. Hả? Cho đực để con, để bằng clip hả? Mổ. Để mổ hả? Để mổ. Trời đất ơi. Ừ. Rồi nó đâu rồi? Nó đang nằm ở trong phòng á, không vô trong phòng. Đâu cho ra mày ở cử đang ở cử không nói gì cười ra xong bắt đầu đem lên cho nó nè. Hình như than là than ướt hay sao? Ủa? Đập ra nó hầu đầu chảy nè. Anh xong bằng cái gì? Xong bằng mực khô á. Đó mình lộn xong. Em thấy đây nè. Đù mà vô than ghê ta. Đó sợ không thấy nữa ta. Than ghê ta. Vẫn mới mua được con mực đó để nướng chiều qua làm đại rai. Tao trình làm đại rai thì có em đi góp vui. Còn con bia, còn chó nào mà đi xong đúng không? Ừ. Ê, nói nghe nè. Gì? Mực á. Không biết cách nào mà nướng cho nó ngon. Hồi xưa chia sẻ là không thích, không muốn làm đâu. Không, món đó dạng giờ tôi không thích đâu. Nhưng mà không có cách nào mà nướng mà gọi con mực là nướng là nó hay bị cong đúng không? Đúng rồi, mực nướng phải cong chứ. Đúng rồi đó, bây giờ có cách nào mà nướng con mực không cong tôi sẽ đãi cho một bữa gọi là hoành tráng con mực đó đó. Anh chị mắc cười quá, nướng mực không cong. À, mực mà nướng không cong á, thấy hay. Rồi anh cứ nhóm lửa than lên em thiết kế cho. À, đợi xíu đi. Sáng nay em sẽ chia sẻ cho anh với tất cả mọi người cách nướng khô mực làm sao cho nó ngon, đậm đà nha. Ừ. Anh muốn nướng mực không bị cong thì đơn giản thôi, anh kẹp vô trong cái vỉ anh nướng. Thì nó đâu có cong đâu. Thẳng nguyên con cho anh luôn. Sao không nghĩ ra ta? Thiệt mà. Không mà đúng rồi đó, mà sao tao nghĩ không ra ta? Rồi, anh cứ nướng đây, nướng xong em sẽ chia sẻ anh thêm một cái làm cho con mực của anh tăng cái độ ngon lên gấp đôi. Ông cũng ăn đó nha, chứ không phải là bà làm làm xong rồi đem dục đi nha. Chia sẻ cho anh cách làm sao chúng ta nướng mực khô làm sao cho nó ngon, nhậu bia nhức nách luôn nha. Ngon đúng không? Ừ. Rồi ok, đầu tiên thì mọi người cứ nướng đi. Ây da, cái vị lấy cái vị đúng không? Ok, nóng thì còn mềm xíu chứ nó nguội xíu nó cứng ngắc, sao mà ăn được. Nhức nách. Ừ. Đây cái mực này mọi người thay ăn nè. Nóng thì nó mềm mà nó nguội thì nó cứng ngắc. Sao mà ăn? Nhớ gì được không? Được. To quá, tại mực to okay. Quá. Ê, sao mình không để cái này ta? Cái này thì đúng chiều nữa không? Được. Đó, mọi người kẹp lại nướng thì nó sẽ không cong. Rồi, mọi người bỏ lên mọi người nướng. Là ok nha. Ok, mực chín rồi nè. Đâu cong đâu. Mà cảm giác như vẫn nó thu hẹp lại. Đúng rồi. Rồi, vô quất xe. Ok, chưa đâu. Anh phải qua thêm một công đoạn nữa. Tí nó nguội, nó cứng nhắc anh nha, không nổi đâu. Mực gì ăn đại với... Rồi. Cái em chia sẻ anh thêm một cách để anh ăn con mực nó ngọt, nó mềm, nó không bị cứng. Anh kiếm cho em cái chày với cái thớt á. Chày cái thớt hả? Ừ. Em thấy mấy anh em hay ăn mực khô mà ăn hồi thì cái mực khô nó cứ ngắt, nghe không nổi. Cho nên mọi người làm cách này là nhậu đầu tiệc đến cuối tiệc, mực của mọi người nó không bị khô, không bị cứng nha. Ăn tuyệt vời nhất nát luôn. Người ta kêu đó, khô mực phải đập ra, không đập là ăn không có ngon. Nó đâu anh phải đập. Ừ? Không phải khô đuối đâu mà. Không, anh đập lên nó mới ngon. Nhưng mà nó bể hết làm sao? Không có bể đâu. À, muốn mực khô ăn ngon là phải đập. Đập hả? Ừ. Nó là xương nó vậy rồi. Đó. Nó mềm thịt ra. Được chưa? Đó, anh sẽ xé ra thử biết là gì đâu mà. Chưa. Để tôi lấy miếng tường nữa chứ. Ok. À. Đó, với cách này là em đảm bảo với mọi người là mọi người ăn mực từ đầu tiệc đến cuối tiệc là lúc nào nó cũng mềm. Nó thơm, nó không bị cứng. Nếu mà đập xiên đó, mọi người gấp lại, mọi người đập càng nát càng tốt. Gấp lại đập càng nát càng tốt. Gấp lại đập. Đó, gấp lại đập cho nó nát. Đập. Cũng nát ra. Ok. Nhức nát luôn. Đó, gấp 5, gấp 6 lại là gom đập. Đó. Nó mềm xèo luôn. Thì thôi.
gấp lại đồng đó hả? Nói chung đập càng nát càng tốt, rồi anh cứ ăn thử xem sao. Đập thêm tí nữa hả? Rồi anh thích lên đâu? Có con mực nó ăn sao cực dữ vậy? Anh nhập rồi, mũi nó thịt đâu có mềm đâu. Ok đó anh Khải. Tương ớt thì mọi người muốn ăn ngon thì mọi người cho thêm một ít chanh vào trong tương ớt nữa thì nó sẽ ăn nó sẽ ngon hơn. Ok. À, tương ớt anh có thể cho thử một ít chanh vô. Thử rồi lát nữa đục cho nó mềm như vậy. Mềm như vậy. Không sao à. Tương ớt đặng chanh đó hả? Ừ, cho nó ngon. Tương ớt đặng chanh. Hai. Phải lên đúng không? Ừ. Chuột cho này nhức nách luôn á. Bia. Quất miếng này không tính nè. Ừ, xé ra người coi. Sao nó mềm vậy ta? Nó không có giống như là. Ê, nó mềm lắm. Mềm lắm. Ừ. Nhai nó mềm, nó ngọt hơn. Ừ. Nó kêu ăn khô mực là phải đập. Đập nó mới ngon, không đập là không bao giờ ngon. Mềm hơn. Mềm hơn, ăn nó cái ngọt nó dễ thấm vô trong miệng hơn đúng không? Nói chung là cái này là do mình đập ra cái mình nhai cảm giác cái vị nó ra nhanh hơn. Đúng rồi, tới luôn. Ừ, tới nó luôn. Không bị khô. Với lại mình ngồi mình nhậu có thể là tiếng hay tiếng hồ không bị cứng. Đúng rồi. Ừ. Đó, em chia sẻ mọi người một cách để mọi người ăn khô mực làm sao cho nó ngon nha. Chỉ cần mọi người nướng lên, mọi người đập, em đảm bảo là đầu tiệc đến cuối tiệc mực không bao giờ bị khô, không bao giờ bị cứng. Và đây cũng là cái trường hợp mọi người hay gặp. Đúng rồi. Rồi ok đó. Nha, nhớ đăng ký bật chuông. Bia. Tất cả clip sau. Bia.